Vui á. Giờ hỏi nè, nay uống hơi dữ, bây giờ còn nhớ cô tên gì không? Dạ thưa thầy, thầy nói giỡn mà em đâu có say đâu. Cô Kim Hiền. Dạ. Kim Hiền. Em tên là Diệu Hiền. Yeah, vậy là hát được rồi, hát chung. Rồi, chị xong ca nha. Mình sẽ đây xin xong ca nha bà. Vì yêu chưa mới đầy phút à. Vỗ tay. Lộn trái mướp lật lên à, đó. Như chim tìm thấy đời đôi anh khóc mưa trong lòng giông tố rứt môi sao suốt nơi buồn. Dù là xa hơn nơi đầu anh đang tìm thấy xa dù thật xa nhớ cô gặp trời ơi để tôi ca mà tôi thua bà rồi. Cô làm gì vậy? Thầy Phúc. Sao tự nhiên ôm hoa giả rồi thẫn thờ vậy? À, dạ đâu có gì đâu thầy. Tại em coi sao mà hoa giả nó giả dữ vậy nè. Đương nhiên hoa giả nó phải giả rồi. Sao con ngồi đây? Chưa đi nữa. Ủa đi đâu vậy thầy? Thì đi ăn đi đâu? Em có hẹn đi ăn với thầy hả thầy? Có bị gì vậy? Đi ăn cả nhóm phải mình tối. Hôm nay sao vậy? Hôm nay là ngày của nhóm mà. Sau ngày lãnh lương đó nhớ không? Ủa? Ngày hẹn nhóm là sao thầy? Là sau ngày lãnh lương đó mình có hẹn. Em chào thầy. Ủa sao còn ngồi đây? Bà con ta đang chờ ở dưới kìa. Rồi sao lên đây rồi? Có cái gì cần tâm sự hả? À, dạ không. Có không? À, dạ không. Không có gì đi. Dạ đi, dạ, đi thôi. Dạ đi thôi thầy. Nè nhớ không sai không về. Dạ. Ừ, đi. Thầy. Đem cái này đi theo giếng người ta hay sao? Vậy thì let's go. Dạ go. Hôm nay cô sao vậy? Dạ đâu có gì đâu thầy. Vui á. Đang hát chung với thầy Phúc nữa nha. Giờ hỏi nè, nay uống hơi dữ, bây giờ còn nhớ cô tên gì không? Dạ thưa thầy, thầy nói giỡn mà em đâu có say đâu. Cô Kim Hiền. Dạ. Kim Hiền. Em tên là Diệu Hiền. Yeah, vậy là hát được rồi, hát chung. Rồi, chị xong ca nha. Mình sẽ đây xin xong ca nha bà. Vì yêu chưa mới đầy phút à. Vỗ tay. Yêu dù là xa, ở đây đâu anh xin được yêu.
Lộn rồi, lộn. Lộn, lộn trái mướp, lật lên, lật lên. À, đó. You know my love, vì tình yêu anh đã. Như chim tìm thấy đời đó anh khóc mưa trong lòng giông tố rứt ngôi sao suốt nơi buồn. Nếu dù là xa hơn nơi đầu anh đang tìm thấy xa dù thật xa nhớ cô gặp trời ơi để tôi ca mà tôi thua bà rồi. Về cũ. Làm gì ngày nào cũng đi tới đây vậy? Đừng nói là nhớ tôi nha. Rảnh không? Vô toilet soi gương đi. Tôi đến đây là kiếm cô Dừa Hiền. Cô bận ở trỏng rồi. Người nói sau khi chia tay anh sống vui hay đau buồn, rồi thản nhiên anh đang yêu đời. Cô lúc nào chẳng yêu đời. Thầy Phúc đến lúc nào vậy thầy? Tôi đến lúc mà người nói sau khi chia tay á. À, thầy ngồi chơi. Thầy đừng đi toilet vội. Nè. Bà đi đâu vậy? Thầy Phúc tới tìm bà kìa. Ừ. Tôi tới kiếm cổ đó. Nè. Đi đâu vậy? Cổ mới nói là đừng đi toilet vội á. Quê dễ thương quá ha, chú đáo thiệt. Quê trọng đúng không? Em sống vui hay đang buồn, vô đi bà. Rồi thành nhìn anh lo lắng, anh quan tâm. Sao vậy? Cô vẫn còn hát bài đó hả? Thầy Phúc hả? Nãy giờ em tưởng Kim Chi. Thầy ngồi chơi. Thầy Phúc, mấy cái hình ảnh hồi nãy thầy thấy á, thầy quên đi nha. Bình thường em không có vậy đâu thầy, mà tại cả tuần nay em bị cái xong bữa nay cái em được khai giảng ra, cái cho nên em mới vui vậy. Cô bị cả tuần lận á hả? Dạ. Nếu như từng khai giảng là được thì cô nên nhảy lên ăn mừng đó chứ. Vậy hả thầy? Thầy Phúc vui tính quá. Hả? Tôi vui tính hả? Dạ. Lần đầu tiên tôi được cô khen là vui tính á. Thật ra thì cô... Tôi với cô nói chuyện vui quá ha. Tâm đầu ý hợp. Người ta nói chuyện nhìn cái gì? Ủa sao vậy thầy? Tính của tôi á là khi mình đang nói chuyện không thích ai nhìn. Dạ. Ủa mà thầy qua kiếm em có chuyện gì không? Tiện đường cho nên ghé thăm. Vậy là đâu phải thầy qua kiếm em. Ủa dạ cũ mới nói chuyện có chút xíu à, mà trưa trật rồi. Bây giờ tôi đói bụng rồi nè, đi ăn trưa với tôi không? Thôi khỏi. Anh muốn ăn cái gì á thì anh đi với Dụ Hiền đi. Bây giờ tôi có chuyện phải ra ngoài rồi, tôi đi nha, bye. Nè. Cô đây có chuyện gì chứ? Mà nè, đi đâu mà chân diện như vậy, mặc váy vậy đó hả? Để hở cặp chân vậy đó hả? Hở đâu mà hở, bình thường mà. Đi với trai đúng không? Đi với trai hả? Nè, anh đừng có biết điều giùm cái nha. Anh muốn nói chuyện với ai á, muốn đi với ai á, tôi có thèm xen vô chuyện của anh không? Vậy thì bây giờ á, chuyện của tôi anh cũng làm ơn đừng có xen vô nha. Nè, ai thèm xen cái chuyện của cô, nhưng lần sau ra đường á nhớ mặc đồ kín đáo cho tôi nha. Nè. Ôi Kim Chi đi rồi hả thầy? Thầy ơi không mấy đi ăn không thầy? Em đói bụng quá. Ở dưới nhà hả có cơm sườn ngon lắm luôn á thầy. Mặc đồ hở hang vậy chắc chắn là đi với trai rồi. Bộ em mặc đồ hở hang lắm hả thầy? Tôi đâu nói cô đâu. Vậy đi ăn thầy.
Chúc cô ngon miệng nha. Hả? Ôi,